Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món đậu hũ nướng Honsi sốt. Cái sốt này á các bạn là cái sốt tương ngọt. Khi mình ướp vào trong cái đậu hũ mình nướng lên á thì nó rất là ngon và rất là thơm. Mình cho thêm vào đây là một ít đậu gà cũng như là có thêm rau củ là bông cải xanh, đậu cô ve thì mình nướng lên làm cái món ăn mình nó rất là thơm ngon và đặc biệt. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cái 300g đậu hũ. Thì mình sử dụng cái đây là đậu hũ trắng nha các bạn. Các bạn sẽ làm cho cái phần đậu hũ của mình nó thật là ráo nước để khi mình ướp gia vị nó sẽ thấm đều nha. Mình cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu để mình ướp cho cái đậu hũ mình nó thấm, nó đậm đà nha các bạn. Các bạn ướp đều hai mặt. Sau đó các bạn cho một ít lá mùi tây và lá kinh giới tươi thì nó sẽ thơm hơn, nhưng mình không có tươi, mình sẽ dùng cái loại lá khô nha. Và sau đó các bạn để khoảng 10 phút cho cái gia vị nó thấm đều thì các bạn sẽ mang qua bên chảo các bạn chiên cho cái đậu hũ này nó vàng đều hai mặt. Đậu hũ chiên thì đúng rất là nhanh nha các bạn. Các bạn chiên cho nó vàng vừa, đừng có chiên nó vàng quá, nó sẽ không có ngon lắm. Bây giờ mình sẽ làm cái sốt nha. Mình cho vào 2 muỗng canh sốt Honsin. Sau đó các bạn cho 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Và mình sẽ quậy đều lên. Sau đó các bạn tiếp tục cho hết cái phần đậu hũ mình vừa chiên xong đó, các bạn cho vào trộn đều lên nha các bạn. Thêm nửa chén đậu gà. Cái đậu gà này mình đã nấu cho nó chín mềm rồi. Cái đậu gà ăn rất là bùi và cũng rất là ngon nha các bạn. Khi các bạn cho vào đây các bạn nướng lên nó khô lại và nó rất là ngon. Ăn nó dẻo dẻo rất là thơm ngon. Bây giờ mình sẽ dùng thêm ở đây là một ít cái phần bông cải xanh. Thì bông cải xanh này mình lựa cái loại bông cải xanh mà nó có cái cuống dài dài các bạn. Nó sẽ ngon hơn, nhìn nó sẽ đẹp hơn cái loại bông cải xanh tròn của mình nha. Các bạn sẽ cắt từng miếng vừa ăn như thế này. Sau đó các bạn sẽ sử dụng thêm một ít cái đậu cô ve. Thì các bạn nên bỏ cái phần đầu đi. Thường thì cái đậu này nó rất là non, các bạn ít cái trái nào già lắm. Bây giờ các bạn sẽ cho vào trong rau 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu và khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Các bạn trộn đều để cho cái gia vị này nó thấm vào cái bông cải cũng như là cái đậu cô ve, thì mình cũng đều trộn như vậy. Sau đó các bạn cho vào trong chảo, các bạn áp chảo nó nha. Áp chảo tất nhiên là các bạn xào không cần dầu gì hết đó, các bạn xào rồi nhanh thôi. Tại vì mình đã ướp dầu ở trong cái phần nguyên liệu rồi. Các bạn xào nhanh, các bạn lấy ra, mình gọi là áp chảo đó các bạn. Bây giờ các bạn chuẩn bị một cái khay, các bạn sẽ cho vào lò nướng nha. Các bạn sẽ xếp bông cải xanh nè, đậu cô ve và cái đậu hũ mình ướp khi nãy đó, mình cho lên trên khay luôn nha. Bây giờ các bạn sẽ bật bếp 200 độ C và mình nướng trong vòng 10 phút. Đây là cái thành phẩm mình đã nướng xong nè các bạn. Nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn ha. Thì cái món này các bạn có thể ăn không cũng hoặc là ăn với cơm trắng đều rất là ngon nha. Ở đây thì mình dùng với cơm. Cái bông cải nướng xong á thì cái màu nó không có còn xanh tươi như lúc ban đầu nhưng mà nó rất là thơm ngon nha các bạn. Cái đậu hũ của mình á nó khô ráo lại nè, nó không có bị ướt mà cũng không có bị mềm nữa. Cái đậu gà các bạn nướng lên á nó khô lại, nó dẻo dẻo ăn rất là ngon và cái gia vị mình ướp vào đây nó rất là đậm đà. Các bạn nhìn thấy ha, rất là hấp dẫn nha. Và cái video mình chia sẻ với các bạn đến đây thì cũng xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.